Hôm nay ngày 27 tháng 6, thí sinh cả nước sẽ bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024. Với kỳ thi có quy mô lớn, mang tính chất quốc gia, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã yêu cầu các địa phương triển khai các biện pháp bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 được tổ chức cơ bản giữ ổn định như giai đoạn 2020-2023 và theo chương trình giáo dục phổ thông 2006 là năm cuối cùng tổ chức kỳ thi theo chương trình này. Bắt đầu từ năm 2025, kỳ thi sẽ được thực hiện theo phương án và chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 đã công bố. Từ khóa quan trọng của kỳ thi năm nay là tuyệt đối an toàn. Từ khâu bảo quản in ấn, vận chuyển đề thi, bài thi đến vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ, giao thông, an ninh trật tự, điện nước. Mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi vị trí, mỗi công đoạn đều cần phân công rõ trách nhiệm cụ thể. Trong đó công tác in sao, vận chuyển đề thi, bài thi hết sức quan trọng. Quán triệt tinh thần 4 đúng và 3 không trong tổ chức kỳ thi. Trong đó 4 đúng là đúng quy chế và hướng dẫn thi, đúng đủ quy trình, đúng vị trí chức trách nhiệm vụ được giao, đúng thời điểm, kịp thời xử lý các tình huống bất thường. Còn 3 không là không lơ là chủ quan, không tự ý xử lý tình huống bất thường, không căng thẳng áp lực quá mức.